Kính thưa quý vị, chiều ngày 10 tháng 3, đoàn kiểm tra quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, phối hợp với các lực lượng công an và trật tự đô thị, đã tiếp tục ra quân xuống đường xử lý những vi phạm về lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn. 15 giờ 15 phút, tại khu vực vỉa hè trên đường Hồ Tùng Mậu, đoàn kiểm tra đã cho tháo dỡ nhiều biển hiệu, mái che của các nhà hàng, quán ăn và các hộ kinh doanh tại khu vực này. Đại diện một cơ sở kinh doanh tại khu vực này đã xin ông Đoàn Ngọc Hải cho cơ sở này tự tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm vỉa hè, nhưng ông Hải không đồng ý. Con sẽ làm theo lời chú, con sẽ tắt bạc, nhưng mà nếu chú dịch vi phạm con không được. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin về ngày ra quân của quận 1 trong ngày 10 tháng 3. Kính mời quý vị truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.